Mark One số 1 về Mark. Đó, như vậy là chắc hẳn những bạn nào mà sử dụng cái iPhone có cảm biến mở khóa bằng gương mặt, chắc hẳn là các bạn đã rất quen với cái tình trạng như vừa rồi. Đó là mùa dịch này chúng ta thường xuyên phải đeo khẩu trang khi ra bên ngoài. Và khi chúng ta cần sử dụng đến máy thì thứ nhất là chúng ta phải bỏ khẩu trang ra để máy có thể nhận diện khuôn mặt. Hoặc là không làm cách đấy thì chúng ta buộc phải gõ mật khẩu, và trong một ngày chúng ta phải gõ đi gõ lại rất nhiều lần. Nó sẽ gây một cái cảm giác rất là khó chịu. Và từ phiên bản iOS 10.14 và trên watchOS 7.5 trở lên, chúng ta đã có thể khả năng là mở unlock chiếc iPhone của chúng ta khi mà chúng ta kết nối cùng với Apple Watch khi mà chúng ta để trên tay. Ok, bây giờ mình sẽ ví dụ luôn cho các bạn xem nhé. Và để làm được cái điều mà mình vừa thực hiện cho các bạn xem thì đầu tiên chúng ta cần một chiếc iPhone có hệ điều hành là 14.5 và watchOS của chúng ta thì phải có phần mềm là chạy từ 7.5 trở lên. Và đầu tiên chúng ta sẽ vào phần cài đặt, và chúng ta sẽ vào phần Face ID and mật mã, và chúng ta sẽ nhập mật khẩu vào. Ở đây nó sẽ có một cái phần là mở khóa bằng Apple Watch, thì chúng ta chỉ cần bật nó lên mà thôi. Đó, như vậy là chúng ta đã thực hiện xong rồi. Và mình sẽ test thử luôn lại cho các bạn xem nhé, xem mức độ của nó nhạy như thế nào. Wow, khá là nhạy các bạn ạ. Đó, gần như không có một độ trễ nào, mình cảm giác là nó gần như là nó có thể ngang với cái tốc độ là mở khóa bằng gương mặt. Và một cái điểm khác biệt nữa là trên Apple Watch này thì nó sẽ có một phần khá là khác so với chúng ta mở Apple Watch bằng MacBook. Là với iPhone thì chúng ta sẽ có thêm một cái phần là khóa iPhone, tức là khi mà người lạ đang sử dụng iPhone của chúng ta mà chúng ta đứng ở gần đó, Apple Watch nó vẫn cho phép iPhone này mở, nhưng mà chúng ta sẽ có một cái báo hiệu ở đây là nếu mà có một biểu tượng là khóa iPhone, nếu mà chúng ta không cầm điện thoại trên tay mà người khác cầm thì chúng ta chỉ cần bấm vào nút khóa này thì lập tức iPhone của chúng ta sẽ được khóa vào. Như vậy là các bạn có thể yên tâm là người lạ không thể sử dụng máy của chúng ta được rồi nhé. Ok, như vậy là vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn một cái tính năng mà Apple đã thực sự là lắng nghe người tiêu dùng, khi mà chúng ta có thể trang bị được cái tính năng khá là hữu ích này khi mà chúng ta sử dụng khẩu trang ở trong mùa dịch này. Còn các bạn có muốn câu hỏi gì, các bạn có thể comment xuống bên dưới để cho mình được biết và cùng trả lời với các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ đi đâu phải đeo khẩu trang nhé.